chơi đầu vàng đi chém bún rồi đấy. Vâng, bên mình tứ tuyển đấy. Mình IA AC 4 IA bên kia Mark 1 Hit K như vậy cũng được. Bên mình vẫn dễ đánh hơn. Đây là Hoàng Mai Nhi cầm 4. Tễu cầm AC 4 AC một cánh, Vên lớp cầm IA Mato. Và cuối cùng là game thủ Văn Nhất là người cầm IA. Vâng, bên mình tứ tuyển cố gắng để vương đến với trận chung kết nào. Quần đẹp hơn. Bên mình kia có con bàn thôi, còn hit mác cá thì cũng lưu tiêu. Vâng, nếu mà lớp có định đánh A thì game thủ AC này dâng A. Hoàng Mai Nhi sẽ vẫn đánh chém đầu cánh cầm phô thôi. Có lợi thế, chúng ta hãy cùng xem màn hình máy của đúng lớp Bắc Bình rồi. Nói chung là dù có quân nào thì vẫn cố gắng để đưa bách với lớp cầm chủ lực thì nó yên tâm hơn. À, không được khóc là game thủ cũ của team Game TV bạn ơi, bây giờ sang Nghệ An rồi. Trận đấu này chúng ta sẽ đến với màn hình máy Phoenicia. Quân có lợi thế với ép đời. Bên mình 4 quân đều ép đời. Ui, phụ Bắc Bình rồi. Rồi rồi rồi, map đẹp đấy. Đang rất ngóng chờ một chiến thắng để có thể đến với trận chung kết. Đang hit bằng ý em là hit ti bằng trong tay vô thường chứ không phải là bằng hit con hit nó liều tiêu. Hit ti trong tay vô thường thì cũng liều tiêu. Không không, em không phải là Moon ạ. Vâng, bài anh bác nhìn qua thì thấy tươi vẫn đang thiếu tí đồ nhẹ kìa. Bãi quả phụ lại có 5 cây. À, xin cảm ơn anh Soan Nguyễn. Vâng, em thì không, vâng em tự nhận bản thân em không hay nhất đâu anh ơi. Vâng, anh em nói mà làm lại nở mũi quá. Anh em tự nhận được em vẫn đang còn khá nhiều điểm yếu. Chiến thuật thì cũng tù lưu tiêu. Cho nên là lại còn hay chấp vặt nữa. Cho nên là em cũng không tự nhận là bản thân mình là vẫn còn khá nhiều khiếm khuyết, chưa được tốt nhất đâu anh ạ. Rồi, bài kích trong 7 với 25 dân phô. AC của Tễu thì đang xin dân, sẽ đánh rất Nga bài này. Về lớp kích. Rồi, như vậy là 8-0-5. Văn Nhất thì chắc kích rồi chứ. À chưa, ôi.
Vâng, ông già này khả năng kích sang 11. Tôi xem hàng máy nhi vậy. Cố gắng tận dụng lợi thế quân đẹp nào. Vâng bạn ơi, hiện tại thì fanpage của Hoàng Mai Nhi chưa được chế độ quay phát 1080, cho nên là chưa được lành đối tác ở Facebook, cho nên là vẫn chưa có cái chế độ này. Thì rất cần những nút like, những nút chia sẻ của anh em đây. 3.000 người đang theo dõi này. Vâng anh em, một like một chia sẻ để mỗi một buổi live stream của game thủ Hoàng Mai Nhi phải đạt được cột mốc, đấy là 1.000 lượt chia sẻ, 1.000 lượt like thì mới được xét làm đối tác ở Facebook. Thì rất những cái điều như thế này thì vâng chỉ có anh em ủng hộ thôi. Anh em ủng hộ cho anh em ủng hộ cho mình, anh em ủng hộ cho Hoàng Mai Nhi đi và ủng hộ cho team Hà Nam nói chung để có thể trở thành đối tác ở Facebook, khi đấy thì sẽ donate được. Về lớp báo về bị ông bàn răng lờ vào khoai nhá. Để OAC phải bắn thật nhanh lên, xem máy bách nào. Vâng, bay cặp nhà 4-5. Đây là game thủ Yugi là người cầm Max C. Nếu có 1L1A khả năng vẫn phải 1A từ cái phone này để có thể chém chết được Max C. Đây đời xong rồi. Ui con chết con giò đơn giản đấy nhỉ. Có thịt bơm cho mấy cái thịt 6 đến đời rồi đấy. Về lớp cẩn thận, và tôi đừng sợ về lớp chết đây. Tôi đừng còn sợ về lớp chết đây. Màu 6, màu 8 bên đời rồi. Max C trận này biết già đánh công an khả năng bạn không đâm y đâu. Thằng 5 khả năng đứt xích nhá. Lớp cố gắng giữ tham đi. Thằng 5 khả năng gãy cổ ở bách luôn đấy. Một con lạc rồi nó khi nó gãy cổ lên con giò có giáp rồi không? Nó ra còn chém. Lớp tham còn 16 rồi. Bị bàn mì đàn vào luôn. Phải đánh thủ hù. Tiểu 27 bắn ra bãi vàng ở Max C. Cố gắng thông sớm nhé, bên kia còn đang hit ti đấy. Nama đều đẩy chết Max, sau đó đẩy hit luôn. Thằng Max C thì cũng coi như đổi mạng với lớp thôi. Nhưng với lớp là người cầm Yamato thì khả năng hồi của Yam vẫn là có. Rồi, chết thêm ruộng ở đấy, bách thì chơi chết gỗ rồi. Vẫn phải bắn lại màu quả của nó nha Tiểu nhá. Ngay sát bãi gỗ luôn. Thằng ngay sát cái nhà y nó đóng ra luôn đây này. Ờ khỏe thì mà bắn hết đi. Mình lỡ báo về là có phù thủ trước bàn tham 21. Mày quá vẫn cố gắng. Đây thằng Kata. Rồi tệ báo về khả năng hit chết luôn. Đấy thằng này. Đây là AC. AC dâng 5 ma thì hit ti 4 na liệu có đỡ được không đây. Nó sắp ra tuần cung R mới rồi. Lùi lại một tuần, nên lùi lại một tuần. Đợi tuần cung R tiếp viện của mình. Vẫn là 5 A đều. Rồi, tiếp tục nhồi lên tuần nữa. Đấy, vô thường cầm hit đi thôi, lưu tiêu anh em cố gắng lên. Cánh bên này khỏe nha, cánh bên kia thì khả năng yếu. Yếu hơn một chút, nhưng mà về sau thì mình có phù thì vẫn đỡ được, bên mình 2 IA. Điều R giữa game thủ vô thường và game thủ tẹo cũng có khá đồng cung R của vô thường đây. Anh Bách có giải quyết xong thằng Max C thì vào luôn thằng Hit đi này. Cho nó chết nhanh đi. Cái gai trong mắt đấy. Mà cần thì bảo Tiễu về bắn một tên tí ốp hit xong. Rồi điều tên này vẫn đồng quần Hit đi. Chưa chết đâu. Khả năng thôi để tí về bắn chết thằng Max C tí đi với anh Bách nào nó chết. Mà không Bách bỏ qua thằng Max anh ạ. Và thằng Hit đi không đánh cái lâu về dài là khê đấy. Ừ em vẫn là ma đều rồi, tốt rồi.
Thằng mang xe một vài nhà y thì bây giờ cũng không quá sợ đâu. Tệ ông về giết lại cũng được, về giết lại thằng năm đi. Hai anh em gánh bên này đồng đội lên một chút nào. Giết lại thằng năm một tơn. Cánh thắng đừng để biến thành cái cánh để thắng rất nhanh. Lớp tham 31, nhất tham 18. Nhất có đồ bơm cho lớp đi, bơm thì lớp lên chúng em. Bảy cỏ thế à giờ. Lại một cái đè, bảy cỏ rất to. Lớp vẫn phải có tham nở cùng A cơ. Nhất em không phải xong gì đâu, em không phải xong chém gì đâu. Bắt đàm đi, em đồn cho lớp không phải cùng A đi. Em sắp chém cái gì nữa, đánh với nhau với lạc đà. Quản đi cần 5 con chém được thôi. Đồn đồ cho lớp để cho lớp có thể cùng A mới thắng được. Để có tham 41, bạch tham 45. Rồi Hitty bên kia phải tham tầm 7-80 là ít đấy. Lại vẫn cần đầu 8 to quá. Ơ thế này, anh Bách ơi. Anh Bách tắt lạc đà bơm cái lớp tên kinh 4 luôn anh ơi. Tắt lạc đà đi. Rồi rồi rồi. Bơm cái lớp tên kinh 4 luôn. Rồi 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 rồi. Đi cái đạo quân này với tẹo nên giữ đừng để nó đẩy quân nhá. Đừng để nó đẩy quân. Nhớ cái lớp kinh 4 nè. Được. Đầu 6 bàn này là rất đông lạc đàn. Cảm giác không có đi được thì sang bán thằng 8 đi. Không chơi được thằng 49 dần đến mẫu 7 tham lai mà. Tham lai mình. Đấy lớp đang nở lại quân. Bên kia quá đông lạc đà chứ không phải là đông đâu. Lớp vẫn đang có phủ tham 40. Có qua bắn thằng 7 và tơn thằng 6 không? À, cô quên xin lỗi, quả bắn thằng 8 đi. Bách tham 46 và bách trận này vẫn đang chém nó quá hay. Tham 50 đến từ phô đầu cánh. Mạc xê phế luôn từ đầu. Ôi lớp này. Ui thằng 7 lủng nhé. Chưa lủng được, tuần này cố gắng cho mình lại không đẩy quân. Thì lớp sẽ là người lên 4. Đông lạc đà anh thì lên rác cho nó đi nhanh nhỉ. Bản tư bản này 8 này. Bạc thì vẫn đang cố gắng ngoáy nhà mổ 7 đây. Để cho vật lớp lên 4. Cố gắng lên. Cửa thắng bằng nguyên sợ Hitty. Hitty bên kia sợ thằng Katha với thằng Van nó bơm đồ cho hit lên 4 cùng thôi. Nhưng mà đánh đầy 4 chúng ta. Chúng ta hãy tin vào về lớp. Đánh đầy 4. Hãy tin vào game thủ về lớp. Nó đông đấy. Tuần này cố gắng ăn đi. Ăn đi tí đặc đá đợi chém hot. Tham lại cân được tham bên đường tươi đấy. Bạch vẫn tham 41. Bây giờ bị y đâm vào. Bạch đang giữ cánh cái này nó quá hay. Cú 33. Để lớp tham lại 51 đến từ người tập hot nhà mà tổ rồi. Có lẽ gần ra lại tuần dân. Đánh đời 4 thì bên mình có IA, có đúng hai không IA. Bên kia thì cũng có mỗi con Max C thôi. Lớp giáp 6 luôn. Ai có đồ thì cứ bơm hẳn cho lớp một tơn cho lớp mạnh khỏe thôi nhá. Lạc đà đông quá. Lớp có cần bơm đồ không? Tham lai 17 đứng to. Mẫu 8 thì khả năng hết tên này thì mẫu 7 đang to, 7 tham phải 1 lít thì tì đấy. Rồi bơm đồ cho lớp một tên. Hit bắt đầu kích 4 rồi. Đánh về đời 4 thì hit tì không chơi ca thì IA cũng... Nói thật ra mà nói nếu mà hot lượng thừa số lượng hot tương đương nhau thì hit tì là hơn hẳn rồi.
Nhưng còn cái kiểu nhùng 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 cái này thì tôi vẫn thích cầm IA hơn. Nó dễ sóc hot và nó dễ điền vàng. Nhất trận này phế quá, hai trận rồi đấy. Bộ cố gắng thi đấu lên. Chứ để 3 đánh 4 thế này thực sự không được. Nhất tham 17 tháng 8 khả năng tuần này mất một chút tham thôi. Vấn đề 17 bên kia vô thường hình như đã lên 4 rồi. Chưa lên 4. Tham cần đấy, tham cần đấy, tham cần anh ơi. Từ từ phải bắt lạc đà của thằng ấy đã, phải bắt lạc đà thằng 6 đã. Bắt hết lạc đà 16 rồi. Tệ một kích quân đấy các bạn, thằng 7 giảm áp lực không nhờ. Vào luôn đi, vào luôn đi. Vào luôn tuần hot này. Ở lớp lên đào vàng 2 anh ơi. Rồi lên công nghệ rồi, ok. Đồ máu. Thằng 8 kệ nó đi em, cái quan trọng Hitty thằng 8. Thằng 8 Tiểu giết được không? Thảm lại cần nhá, thằng kia thảm 120. Thảm cung R. Thử dí tên này. Có ca, thằng Hitty khả năng vâng tầm này phải có ca mới thủ được Yamato. Thảm lại cần đánh thoải mái. Vâng, người lớp cầm chủ lực. Phải khắc bọt chứ. Bắn đấy mày đi. Ở chỗ này ít thì chạy. Tưởng chỗ này đông cơ. Tham thắng đấy nhá, cố lên nhá. Tham mình tham thắng đấy. Với lớp tham là 101 rồi, giáp 6 một tí chuẩn bị phải hót thần luôn. Anh em đồng đội cố lên nào, thằng Hitty bên kia đánh ca thì không sợ. Thì Bách sẽ là người hồi lên 4 đánh cặp đôi. Chưa đầu đâu, nó chắc nó chơi ca thôi. Tệ đang cố gắng là có thể đục lọt vào trường. Chưa lọt. Bên kia 6-8 dẫn đến từ game thủ số 1. Bên kia còn Pan có khả năng lên 4. Nhưng mà đây là Kata lên 4 thì cũng chả làm được gì đâu. Để lớp tham này 102. Gió thần nhá. Chuẩn bị gió thần đi. Từ từ anh Bách này để lớp cái gió thần đã rồi bơm đồ. Đang tích đồ một tuần cái gió thần. Thế thì anh quay lại bắn thằng 8 anh lớp được không? À, quay lại đây. Tuần này chỉ quấy để cho bên bạn chậm lực lên hot thần thôi. Quấy để cho bên bạn chậm lực lên hot thần. Và đừng để cho bên kia ăn được vàng. Tham lại cân. Thằng 5, thằng 8 cũng ít thôi mà. Thằng 5 tham gì to, thằng 5 tham hai mấy lực cùng. Mười mấy hai mấy như mấy. Bây giờ vẫn chưa đẩy được mùa 7 thì có thể đi bắn các nhà khác. Cái khó thần rồi. Và bơm đồ vào mình đánh đắp đôi. Là đẹp. Anh lớp có thừa đồ thì bơm lại tranh Bách Tơn hồi lại dân nhá. Làm dân dân trận này khả năng lâu đấy. Trận này Hitty và IA đánh không có ca có con là lâu đấy. Xem ai sẽ là người cầm hot tốt hơn. Liệu có thể có một highlight cho game thủ với lớp được không? Khi mà đã có những thời điểm tham lai bị đè là 6-4. Bên kia là vô thường chủ lực. Hot Hitty công bằng mà nói thì khỏe hơn hot IA. Nhưng để cầm thì tôi thích cầm hot IA hơn. Vâng, vì nó rẻ. Hot thần luôn kìa. Thôi cố gắng tăng A nữa lên đi, hơi ít A cho lớp. Hoặc làm chục cái nhà nữa đi. Tham lai thì vẫn đánh được. Bây giờ đừng để Hitty ăn được vàng. Nó tụ vào hot thần đi thì cũng khê lắm. Bạch vẫn là người phải lên 4. Lớp lên hot thần rồi. Có một tuần đục lại vào nhà 1 năm. Sau tuần này có lẽ anh sẽ giành tay anh thôi. Chưa thắng đâu. Còn thế là còn thế còn khó khi mà Hitty tiếp tục di tân quân to lên. Được hot ở nhà có đủ đỡ không? Tuần này bắt. Bên kia nhiều cung đờ. Hot nào, hot thần chưa? Chưa lên hot thần thì đỡ được. Chưa hot thần thì đỡ được. Hot mình hot thần rồi. Hot thần rồi. Hot thần rồi thì căng. Để hot thần Hitty lên mà đông thế này thì không nhai được.
Nhưng bên này nó nhiều cung đờ đấy, nó không nhiều hot. Nhiều cung đờ chứ không nhiều hot, hot nó còn đang bắn nhà cơ. Cố lên nào. Ai có đồ, ai có tên đi móc đi. Lớp đỡ được nhà nhá. Đỡ được, đỡ được. Ok, đỡ được thoải mái. Vâng, nữa à, vâng, 20 cái nhà đi. Không có tiếp tục dồn được nữa lên thì khê. Họ phí nữa tụi có lạc đà màu 8 nữa. Họ nêu trồ luôn rồi. Tên này đỡ được thì còn có cửa đánh tiếp. Ra tên hot đỡ được tên này thì còn có cửa đánh tiếp, không thì thua. Bên kia là với một bài đấu có ruộng từ đầu, lớp chỉ một bài đấu lên 4 thì kiểu lên trộm thôi. Vệ lực không khỏe đang bằng hít tì. Có ai móc được gì không? Khó quá trận này. Thằng cánh bên kia nhất, cố gắng thi đấu đi em, để thằng 8 to nguyên đi kia từ đầu. Đánh 3 đánh 4 thế này mấy trận sau đánh được. Và tỷ số là 1-3 trong thế đấu này.